chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Dược thảo toàn chân với phần trình bày của Đông y sĩ Nguyễn Thanh Toàn. Thưa quý vị, Đông y sĩ Nguyễn Thanh Toàn là người đam mê ngành Đông y. Ông đang theo đuổi bằng 4 năm tiến sĩ chuyên về Đông y và dược thảo. Hiện nay ông là đại diện của công ty Dược thảo toàn chân, trụ sở tại thành phố San Jose, tiểu bang California. Công ty Dược thảo toàn chân có rất nhiều sản phẩm dược thảo trên thị trường và giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại những căn bệnh kinh niên và những cơn đau nhức mà thuốc tây không khỏi. Thưa quý vị, để nói thêm về công ty Dược thảo toàn chân thì ngoài chai thuốc số 8 rất là được bởi vì chữa được bệnh rối loạn tiêu hóa và đường ruột, thì công ty Dược thảo toàn chân đang có bán trên thị trường 8 loại dược thảo khác chuyên giúp cho cơ thể của bệnh nhân đối phó với những loại bệnh đau nhức thường gặp như là đau đầu gối, đau cứng cánh tay, đau gáy, đau bả vai, đau lưng và thần kinh tọa, đau cổ tay, đau nhức chân như bị kim châm, kiến bò, đau thốn gót chân, đau xương bàn chân vì bệnh gao và đau nhức mệt mỏi toàn thân. Và trong chương trình tuần này thì Đông y sĩ Nguyễn Thanh Toàn sẽ giới thiệu đến quý vị công dụng của chai thuốc số 4 chuyên hỗ trợ cho bệnh nhân về chống lại đau thốn gót chân. Xin chào Đông y sĩ. Xin kính chào chị Thanh Thảo và xin kính chào quý đồng hương. Đề tài ngày hôm nay cũng là về vấn đề đau nhức, nhưng mà nói chính xác hơn là đau nhức của cái bàn chân của mình, nhất là thốn gót chân. Thế Thảo định hỏi là tại sao lại chỉ có thốn gót chân mà lại không thốn đầu ngón chân hay là gan bàn chân tại sao? Nói chung như thế này, dược thảo cho số 4 này thì cho cả bàn chân luôn, không chỉ riêng cho gót chân. Nhưng mà tại vì mình nói là gót chân, tại vì nhiều người bị cái thốn gót chân nhiều hơn. Đôi khi bị thốn gót chân, đôi khi bị đau cái lòng bàn chân, cái gan bàn chân đó, hoặc là tê cái ngón chân, đau nhức cái ngón chân, hoặc là khớp cái ngón chân, hoặc là mắt cá mình nó bị đau nhức mắt cá, nó phù lên. Và thậm chí nếu mà bệnh nặng hơn nữa đó thì nó kéo lên cái bắp chuối của mình, nó cũng gây ra đau nhức bắp chuối luôn. Vì cái triệu chứng chính của các người bị đau thốn gót chân là họ cảm thấy đau chỗ nào và lúc nào bị đau? Triệu chứng chính của bệnh thốn gót chân á, là dĩ nhiên ở gót chân, nhất là vào buổi sáng. Sau khi mình ngủ, mình thức dậy, mình đi vài bước đầu tiên, sau khi mình xuống giường đó, thì mình thấy gót chân nó bị thốn dữ lắm. Nó đau, mình đi không có nổi. Mình có phải ngồi xuống lại và xoa bóp cái bàn chân khoảng chừng trong vòng vài phút. Sau đó thì mình mới đi được. Một đặc tính khác nữa là khi mình bước được vài bước rồi đó, thì tự nhiên nó sẽ bớt đau. Tại mình cử động. Mình cử động có nghĩa là máu lưu thông được. Thì lúc này thì mình lại đi không thấy đau. Nhưng mà nếu mà bệnh nặng hơn đó, thì cơn đau này mình sẽ cảm giác được suốt ngày luôn. Thậm chí khi mình ngồi lái xe chẳng hạn, mình có thể bị đau cái bàn chân, nó kéo lên luôn cái bắp chuối của mình. Rất là đau đớn. Và mình bước xuống xe là có thể nói là mình bước không được luôn. Mình phải ngồi một thời gian mình mới bước xuống xe được. Và đó là triệu chứng chính của đau thốn gót chân. Đúng như vậy. Có những cái phụ. Đồng thời có những cái triệu chứng phụ nữa chị. Chẳng hạn như cái mép bên trong của lòng bàn chân của mình á, nó bị bầm tím luôn. Có những sợi gân mạch máu nhỏ nó bị đỏ hoặc là tím luôn, cả một vùng luôn. Thì lúc đó mình lại đau rất là dữ dội. Mà cái đó không phải là tại giày chật. Không phải giày chật và không phải giày cao gót luôn. Nhưng mà đi giày chật về cao gót thì nó sẽ đau thêm. Nhưng mà thật là không làm gì hết mà vẫn đau như vậy, tức là cái triệu chứng của bệnh đau thốn gót chân. Đúng rồi. Thế Thảo hay đùa, xin lỗi. Không sao. Sau khi biết triệu chứng rồi thì mình phải biết tại sao mà mình đau, nguyên nhân. Thì Đông y sĩ vừa nói không phải hoàn toàn là do giày cao gót hoặc là giày chật. Mà là những nguyên nhân khác. Cái triệu chứng chính của bệnh đau nhức thốn gót chân thì nó cũng phải tuân theo cái định luật của bệnh đau nhức bên Đông y, có nghĩa là bất thông tất thống. Khi mà máu không lưu thông được thì nó dồn xuống cái gót chân của mình đó. Từ đó mà nó gây ra đau nha. Thì nó bị viêm phía trong nhưng mình không cảm nhận được, tại vì máu nó tụ ở đó. Máu tụ có nghĩa là bên trong bắp thịt của mình nó bị phình to ra. Mà phình to ra theo dưới cái dạng viêm đó, thì đang nóng đó mà nó gây ra. Thì khi mình bước xuống, mình đạp lên cái khối u này á, thì nó gây ra đau. Mình bước được vài bước thì máu nó lưu thông được thì nó bớt đau là như vậy. Nguyên do chính vẫn là máu không lưu thông được. Nguyên do thứ hai là khi mình bị đau như vậy đó, mà cái trọng lượng cơ thể mình cứ đè xuống cái gót chân mình hoài, trong cái việc đi đứng nè, thì mình bị cái máu bầm. Đau có nghĩa là mạch máu cũng bị bể một phần. Thì lúc đó có máu bầm, thì cái máu bầm này nó không được tan đi, nó nằm ở chỗ đó thì nó khó bình phục được, và đồng thời nó gây ra đau nhất. Nên mình phải biết nguyên do thứ nhất là máu không lưu thông, cái thứ hai đó là có máu bầm,
Và cái nguyên nhân thứ ba nữa mà nhiều người không để ý đến là nó bị viêm. Mà bị viêm cái này là do cơ thể mình nó sinh ra nhiệt từ thức ăn mình ăn vô. Chẳng hạn như thí dụ mình ăn thịt bò đi, hoặc là uống bia rượu đi, thì mình lại càng bị viêm, là càng đau khi mà trọng lượng cơ thể mình đã đè xuống cái gót chân của mình. Từ nhiều chương trình đông y sĩ chuyên môn cứ nói đến thịt bò nó bị có nhiệt, bia với rượu có nhiều nhiệt, hai những cái món đó hình như là không tốt cho cơ thể các bạn ạ. Bình thường món không tốt món ngon không chị? Thì như thế này thì nhưng mà cái đau, tôi hỏi xin hỏi lạc đề một chút, nhưng mà bây giờ trở lại đề, đó là cái đau xuống gót chân nó có liên quan gì đến bệnh gout không? Không hẳn chị, không hẳn, không hẳn. Nó có một phần là giống nhau là phần nhiệt thôi. Tại vì bệnh gout là quá nhiệt đi, quá nóng đi, mà nó gây còn nặng hơn nữa. Nặng hơn nữa. Nặng thì có nghĩa là vì phương diện nhiệt đó, nhiệt thì nó nhiệt nhiều hơn. Nhưng mà nói về phương diện mà máu không lưu thông đó, thì thống gót chân nó bị nặng hơn. Tức là mỗi một bệnh phải chữa khác nhau. Đúng như vậy. Vì lý do đó mà đôi khi có nhiều người thắc mắc tại sao công ty không cho ra một chỉ một loại thuốc thôi. Hay là hai chai thôi, nhiều quá. Nhiều quá. Nhưng mà thực tế mình không làm được như vậy, mà mình phải làm rất là chính xác để đạt hiệu quả cao. Nếu mà mình làm một chai một chung chung như vậy đó thì quả không có cao. Đúng mình vẫn làm được nhưng mà không cao, không hiệu quả lắm. Như vậy tức là chữa tận gốc thì phải có những cái chai riêng. Đúng, chính xác là. Và nếu mà có những người trường hợp mà cần phải đến bốc thuốc thì đông y sĩ vẫn bốc thuốc. Đúng. Còn chữa là cá biệt hơn nữa. Đúng. Vâng. Trở lại với chai thuốc, hiện nay là chai số 4 các bạn ạ. Chai số 4 thì cái người bệnh nhân bị đau thốn gót chân, họ đến uống thuốc thì trong bao lâu họ phải cảm thấy là họ đỡ hơn chút xíu? Các bệnh thốn gót chân này nói chung thì nó cũng khó tiên đoán được là bao nhiêu lâu. Nhưng trong vòng 2-3 chai mình phải thấy có biến chuyển tốt thì mình sẽ tiếp tục theo. Theo kinh nghiệm của công ty mà những phản hồi âm của bệnh nhân đó, thì có người bị rất là lâu, khoảng chừng 12 năm, mà đây là một trường hợp mà bệnh nhân đã gọi vào cảm ơn. Mình không muốn khoe khoang nhưng mà tại vì chị họ đặt câu hỏi. Vâng, vâng. Thì bị 12 năm nhưng mà uống được nửa chai thì hết đau. Mà không trở lại, không trở lại trầm trọng như trước. Là chưa biết, tại vì người ta mới hết đau thôi. Tại có người thì bị mấy tháng nhưng mà uống có thể lên tới 5-6 chai trở lên. Rất là khó tiên đoán được, tại vì nó nhiều lý do rất ảnh hưởng. Chẳng hạn như lưu thông cái máu chị như thế nào, lúc đó mạnh hay là yếu, rồi vấn đề ăn uống của chị nữa, rồi vấn đề đi dài cao gót chẳng hạn, thì càng chấn thương thêm, mà tập thể dục thể thao nữa càng chấn thương thêm. Thầy cũng định hỏi đâu chị. Có nhiều người họ cứ nghĩ là nếu mà người máu không lưu thông thì họ phải làm sao cho máu nó lưu thông. Đúng. Thì chẳng hạn họ đi vật lý trị liệu, hoặc là họ đi không có chạy nhưng mà họ đi bộ, họ đi bộ trên treadmill, hoặc đi bộ trong khu phố, hoặc đi bộ trong nhà. Thì hoạt động như vậy nó có lợi hay không, hay là phải đợi cho tới hết đau rồi mới làm? Nói chung thì mình nếu mà mình hoạt động như vậy đó, tập thể dục thể thao đó, thì mình cũng làm chừng mực thôi. Tại mình phải dưỡng cái gan bàn chân của mình lại, tại nó đang bị chấn thương. Thì mình phải dưỡng nó lại đi. Sau đó nếu mà nó bình phục hẳn đó, thì mình có thể tập lại, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình nên cẩn thận thôi. Và vẫn như mọi khi mình phải chữa như vậy được rồi, thì còn cái những người chưa có bị đau tới mức độ phải chữa, thì họ có nên uống cái này để tránh này. Không? Dạ, thường thường cái bệnh như thế này là chị Thanh Thảo. Một khi mà mình có triệu chứng này rồi đó, ít khi nào mà tự nó bình phục lại lắm. Có trường hợp người ta bình phục lại nhưng mà hiếm hơn thôi. Thường thường nó sẽ trầm trọng hơn, càng ngày nó sẽ càng đau hơn. Chẳng hạn như thông thường mình chỉ buổi sáng đau thôi, nhưng mà khi không điều trị đó thì mình sẽ đau từ từ, nó sẽ kéo dài cơn đau ra. Và nó sẽ đau suốt ngày luôn. Thậm chí mình không sau một buổi đi làm đi, mình về đi, người mình mệt mỏi rồi, thì lúc đó người mệt mỏi, máu lưu thông lại chậm nữa. Tại người nó bị suy nhược chút xíu rồi, thì máu lưu thông càng chậm thì lại càng đau thêm sau khi mình đi làm về nhà. Sau khi mình làm mệt mỏi đó thì nó rất là đau. Người ta chỉ về nhà ta muốn ngồi xuống ghế thôi, không muốn làm gì hết. Rồi xong rồi ta muốn ngồi xoa thôi. Hoặc là ta nằm xuống, ta đưa chân lên gối. Ta không nhúc nhích. Trường hợp đó là trường hợp khác nữa. Là một cái bệnh mà chai số 5 mà mình sẽ nói về cái trường hợp đó sau thì sao. Trường hợp đó cũng là bệnh đau nhức nhưng mà lại nguyên do khác nữa. Mà lại chai khác nữa. Chai khác nữa. Nó rất là chính xác. Thì nói chung nếu mà căn bệnh này muốn điều trị cho đúng cách á, thì mình dĩ nhiên mình hiểu rõ về cái nguyên lý của căn bệnh này, và đồng thời mình ra những phương dược nào phù hợp cho căn bệnh này. Chẳng hạn như hồi nãy mình nói là ba yếu tố chính là máu không lưu thông, máu bầm và viêm nữa. Thì trong cái phương dược của chai số 4 này mình đều có những cái dược thảo để đẩy máu đi cho nó lưu thông cho tốt, và đánh tan cái máu bầm nữa. Máu bầm rất quan trọng. Khi mà có máu bầm á, mình sẽ không bình phục được. Mà khi mà mình uống làm sao mình biết hiệu quả đó là máu bầm,
Tại vì cái những cái mạch máu màu đen hồi nãy mình nói đó, nó sẽ tan đi, nó không còn bầm tức nữa. mình nhìn thấy nó da nó màu Da nhập màu da trở lại. bình thường trở lại và không bị bầm nữa. Rất là Và tốt. đồng thời nó sẽ bớt cái viêm, mình phải đánh cái viêm nữa. Mà khi còn viêm thì vẫn còn đau thôi, mình phải đánh cái viêm đó nữa. Rất là cảm ơn đông y sĩ đã giải thích rất tường tận về chứng đau thốn gót chân và cách điều trị và hỗ trợ cơ thể của chúng ta tránh được bệnh này hoặc là chữa được bệnh này với chai thuốc số 4 của công ty Dược Thảo Toàn Chân. Và một lần nữa thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới với những chai thuốc số khác do phần trình bày của đông y sĩ Nguyễn Thanh Toàn. Cảm ơn chị Thanh Thảo. Xin cảm ơn quý đồng hương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và như chị Thanh Thảo vừa nêu ra, lần sau chúng ta sẽ nói về một chai thuốc số khác nữa. Cũng về bệnh đau nhức hoặc là bệnh